ăn đi xoài và một ngày ăn toàn màu đen. Xem này, anh cũng ăn đồ màu đỏ, thế thì em đi xoài lớn sẽ ăn một ngày toàn màu đen luôn. Buổi sáng em đi xoài sẽ ăn bánh mì màu đen và tạo sở tính năng xe nha. Wow, bánh trong cũng màu đen luôn. Chào sở tính năng xe, ngọt và thơm đấy. Wow, buổi trưa tớ sẽ ăn một con gà đen hầm này. Dư lắm. Và con gà đen của tớ đã đẻ ra một trứng. Trứng thì mềm nhưng mà ngọt không có vị gì cả. Buổi chiều buổi dậy em đi xài sẽ ăn kẹo người dai người thơm. Buổi tối tớ sẽ ăn bánh donut màu đen cùng với chị sẽ luôn nha. Ngon quá. Tớ sẽ ăn kim bi màu đen cùng với cả rong biển và nước ngọt nha. Hả? Andy xoài ăn trái cây màu vàng. Có cái áo màu vàng, mặc từ thứ hai thứ bảy, từ giờ không mặc đồ màu vàng nữa. Tớ sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng tớ yêu màu vàng đến mức nào bằng cách tớ sẽ ăn tất cả các quả màu vàng theo yêu Andy nha các bạn. Yes. Quả ớt. Ớt thì màu đỏ chứ các bạn nhỉ? Nhưng không đâu, Andy xoài tớ đã có một quả ớt màu vàng này, cậu thấy không? Quả ớt này rất là ngọt, các bạn hãy ăn thử nha. Quả chuối. Tớ đã có một nải chuối màu vàng ở đây này các bạn. Andy xoài một ngày ăn toàn màu hồng. Tớ thách cậu ngày hôm nay ăn toàn đồ màu hồng đấy. Tớ sẽ ăn tất cả đồ màu hồng cho các bạn xem. Sáng ngủ dậy một cái nhìn thấy mình trong gương, Andy xoài thật là dễ thương. Thế nên cậu phải ăn cái màu hồng với các bạn. Andy xoài ăn tất cả bánh kẹo màu hồng. Ôi, đồ ăn màu hồng ngon đấy, các bạn ăn thôi. Không, chỉ có dâu Mia này mới được ăn đồ màu hồng thôi nha. Các cậu ạ, tớ sẽ ăn tất cả emoji màu hồng còn dâu Mia đấy. Một cây kem. Wow, một cây kem màu hồng. Ở trên thì có vị dâu trắng trắng là phô mai các bạn ạ. Bình chinh. Bánh donut. Wow, một chiếc bánh donut màu hồng đấy các cậu. Nhắn nhỉ. Andy xoài ăn trái cây màu vàng. Có cái áo màu vàng, mặc từ thứ hai thứ bảy, từ giờ không mặc đồ màu vàng nữa. Tớ sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng tớ yêu màu vàng đến mức nào bằng cách tớ sẽ ăn tất cả.
Đó, quả màu vàng thấy yêu đi nha các bạn. Yes. Quả ớt. Ớt thì màu đỏ chứ các bạn nhỉ. Nhưng không đâu, Andy xoài từ đã có một quả ớt màu vàng này. Wow. Các bạn thấy không? Quả ớt này rất là ngọt, các bạn hãy ăn thử nha. Quả chuối. Tớ đã có một nải chuối màu vàng ở đây này các bạn. Ngon ngon đi. Hình quả thanh long. Nhưng có quả thanh long màu vàng không nhỉ? Ôi, có quả thanh long màu vàng các bạn ạ. Không khác gì là thanh long trắng đâu các bạn ạ. Hình một quả cam. Chà chà, tớ có quả cam này. Ngon quá đi mất. Các bạn hãy ăn thật nhiều cam để chúng mình có nhiều vitamin C nha. Lần sau các bạn tên muốn tớ ăn hoa quả màu gì theo yêu gì, các cậu hãy comment xuống bên dưới nha. Bây giờ tớ phải đi ăn hoa quả hết đây. Màu vàng, màu đỏ, màu nào ngon hơn? Màu vàng có nước thạch, ngon ơi là ngon. Màu đỏ cũng có nước ngọt, rất là thơm luôn nha. Đầy thạch luôn. Mời đẹp. Bánh mì màu vàng siêu to khổng lồ. Bánh mì màu đỏ độc lạ luôn. Nhắm mì gà rán vàng giòn thơm ngon. Gà rán màu vàng thì bình thường, phải gà rán màu đỏ siêu cay cơ. Spicy. Trứng rán màu vàng quá bình thường, tớ có hẳn kẹo trứng siêu ngon. Wow. Màu đỏ thì làm gì có trứng. Không có thuộc, màu đỏ không có trứng nhá. Tớ có trứng màu đỏ nha. Một quả trứng màu đỏ luôn. Một quả ớt trứng màu vàng. Quả ớt màu đỏ. Các bạn. Nhưng mà không hề cay mà còn ngọt cơ. Vì đây là ớt làm bằng kẹo mà. Mời đẹp. Bạn nào thích màu vàng hãy bình luận xuống dưới nha. Các cậu hãy bình chọn cho màu đỏ dưới phần comment nhé. Andy xoài ăn tất cả bánh kẹo màu đỏ. Buổi sáng ngủ dậy Andy xoài sẽ ăn xôi gấc màu đỏ. Các bạn. Tào phở màu trắng này.